quý vị và bạn thân mến, hôm nay thì mình cùng nhau xem mấy chiếc ghe đóng đáy các bạn. Đóng đáy bây giờ là mấy anh mấy chú mình đi ở ngoài biển đi vô để mà bán cá này. Đây, như mà hàng cá này mấy anh đang lên này. Cái ghe này đất cũng ghe đáy trong sông, cũng không có là ghe lớn các bạn, ghe vừa phải chứ không có lớn. Đây, thì đang chuyển cá lên bờ này, để mà cân cho thương lái ta mua thôi. Cá được lên xe này. Đây là cá phèn này, cá phèn, cá màu gà rồi solo này. Màu gà là cá đầu lưng. Đây, những loại cá này. Con này là dưới ghe. Dưới ghe đang bốc cá, dưới là cá phai, thấy nhiều lắm rồi. Phai ăn không? Dạ. Cho quay một xíu. Này đi mấy bữa anh, đi mấy bữa nhiều quá hơn. Mới đang hộp vô luôn. Mới con giá, con đi mở mà. Giá hộp. Ồ. Cái đống đáy này đi như là cũng vậy là cũng nhiều anh ha. Đây bên đây là cá này, cá tạp này. Dạ. Không? Đây là cá phai, cái phai đóng đáy cửa dầm láng khỏi chê luôn. Đây bút lên này. Trời ơi, rẻ dữ hơn người ta. Rồi cá phai 30 ngàn ký này mà. Đây chị đang bóc cá phai lên này. Chuẩn thùng cá phai này. Còn đây là tôm sắt. Tôm khá là ngon luôn. Ôi ôi, tôm sắt. Đó là cá phai. Khiên lên cảng này. Dựa cân. Lúc này đâu có ruốc thôi vậy thôi. Trời ơi, ruốc này nó không cân luôn rồi. Không cân luôn hả? Không mua luôn. Vậy là chủ yếu là đóng cá với tôm vậy nè. Đây có cá phai rồi bạn. Cá phai chỗ này là cá nâu thôi vậy. Cá nâu. Ừ, cá nâu nữa rồi. Cá nâu. Ờ, này là mực rồi. Mực rừng, mực nhớt, cua. Đấy, bao nhiêu mực rồi. Cái này có 30 ngàn ký, trời ơi nó rẻ luôn. Ờ, phai ngon ghê luôn. Này, cá phai cửa dầm láng. Còn này chỉ đang xúc tôm ra. Trời ơi, tôm con nào nấy. Tôm nào nấy cành cành thôi. Ôi ôi, con tôm sắt nè. Này cần xô luôn, vô trong ta mới lựa ra, lựa bự, lựa nhỏ. Cái này mình lựa rồi đó, lựa ra vậy thôi. Dạ, này lựa rồi ha. Ôi, con tôm. Hải sản. Đấy, thì mình đi theo qua bên kia cũng đang cân với bên kia rồi bạn. Còn 2-3 chiếc bên kia nữa nè. Mấy anh chị mình đang lên cá, bữa nay có một đêm mà như đây cũng ra rất là nhiều cá hơn. Đây. Bữa nay cá ở đây nữa nè. Cũng giống, mặt đồ cũng giống rồi. Đây, cá cũng giống rồi. Mặt đồ giống hết luôn. Đây ăn lên tôm, đó là tôm, đây là tôm sắt các bạn. Cái này thì mấy chú mình lên rồi này, lên cá rồi này, rất là nhiều luôn. Bên đó cũng đáy là 1, 2, 4, 6, bên đây không là 6 chiếc rồi bạn. Ngoài kia những chiếc đi kia đang chạy vô đó ha. Đấy. Đây. Đây là tính tiền này. Cô chú tính tiền này. Đấy, bán cá xong tính tiền liền luôn ha. Đấy.
47 gà cướp chó hả? Cướp chó tới nào không? Bữa nay đóng được nhiêu tiền chú? Sáng đêm có 1 triệu à ông ơi. Sáng đêm 1 triệu hả? Ờ, cực lắm. Dạ. Sáng đêm 1 triệu. Cái vỗ gì đâu quá vậy. Quá rồi tôm luôn đây mà. Phải dạ. Tôi 4 mấy ngàn ký rồi. Vỗ tôm thì không được 20 ký đâu. Cái căn này có căn nguyên si đó. Si. Đây. Vậy là bữa nay. 15 ngàn ký được 3 ký. Ôi ôi. Vỗ luôn rồi, quá ứng kia. Cá khoai thì thương lái mua 15 ngàn, còn tôm này thì 4 mấy ngàn thôi. Đấy. Bữa nay mấy chú nói được 1 triệu rồi. Hôm qua nhiều không chú? Hôm qua nhiều không? Bữa 1 triệu, triệu mấy à? Dạ, trung bình là bữa 1 triệu, triệu mấy ha. Điều điều nha chú ơi. Ờ, rồi. Đủ ăn mà anh ơi. Đấy. À, bên đây thì người thì lên đò đi đò, người thì đi mua cá, cân cá rồi nữa mà. Đấy. Bên kia thì đò đi dầm láng Vũng Tàu, bên đây thì đò đi dầm láng Đồng Hòa, hai chiếc ha. Đấy. Rất là tấp nập. Đấy, bán xong thì giờ mấy chú đang dời ra ngoài. Đấy. Chiếc ngoài còn chiếc trong thì hai người nam luôn. Này đa số thường thường mình thấy là hai vợ chồng đi chiếc. Đấy giờ dời ra. Còn đây là cân, phần cân xong này. Cân xong rồi. Cái này là cá gai đáy nãy hả chị? Không phải, cái này bên Đồng Hòa, gai đáy cá kia nè. Dạ, bên Đồng Hòa chở về. Này là mình đi bán chợ là sao chị? Ừ, này dạ. Dạ, vậy đi bán chợ mấy cái chợ Trầm Hổm rồi hả? Còn cá này bỏ mối cá heo bắt đầu. Dạ, bỏ mối cá heo. Mày xuống đi quên chứ dòm đây chị. Thì lên xe. Cá đù. Bên đó là cá trích, cá trớt, còn đây là cá đù rồi. Đây, vậy là sáng ghe đáy vô cân cá là vậy bạn. Hôm nay là chị cân xong rồi, vậy là cũng dời ra luôn. Hay gì đây, ở như chiếc này mình thấy là đi hai vợ chồng đi đúng không ạ? Mẹ bán được nhiều không chị? Mẹ bán được nhiêu tiền? Mẹ bán được nhiều tiền không? Dạ. Anh hỏi anh gì ạ? Bán được nhiều tiền. Đó, chắc hơn 1 triệu hả anh ơi? Dạ. Thì cô bán tầm hơn 1 triệu. Mấy chú kia nãy cũng 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu mấy gì đó. Có chuyện gì là mình đóng mấy giờ tới mấy giờ mình mới một đêm như là đóng mấy vé vậy? Lưới mình á. Dạ, đi mình có con nữa à, đóng con nữa à. Ồ. 5 giờ chiều ngày là 10 giờ đêm tháo đó. Dạ. 5 giờ chiều tới 10 giờ đêm. 10 giờ đêm làm tới mấy giờ mới xong rồi mới. Khoảng 4 tiếng đồng hồ á, mới xong, tháo lái với mình luôn á. Dạ. Là hai người à, ra hai người. Ra hai chậu hả? Dạ, 4 tiếng đồng hồ. Tại miệng đáy mình kéo lên ga vậy luôn. Ờ, miệng đáy kéo lên ga luôn mà. Đóng 5 giờ chiều mình buông đáy xuống. Tới 10 giờ tối mình kéo đáy lên rồi mình lựa phân loại cá luôn. Còn khoảng 4 tiếng đồng hồ. 12, 1, 2, 2, 3 giờ khuya mới xong. Vừa sáng mới chạy vô bán. Đây cái đồ, cái dàn đáy này mà. Đấy. Máy ngoài sau thì có hai cái neo hơn. Đây cái neo đáy này, neo đáy là bằng cái cây gì nè, cây đứa hay gì đó mà. Đây hai cái neo này là một chiếc ghe đi hai người đóng một miệng đáy. Đây một miệng đáy là hai cái neo.
gì là bữa một con nước rồng mà. Đấy. Đây giờ thì anh chồng đi lên bán cá lấy tiền xuống, còn chị thì ở dưới ghe. Chị ở dưới ghe chị dọn dẹp ghe này. Đây cái miệng đáy để đây. Còn lên trước là dây phao. Vậy là đợi ảnh bán lấy tiền xuống rồi mình mới ra hả chị? Dạ. Đóng xuống nào chị, đóng xuống nào, khúc trong hay khúc ngoài? Ngoài Sam rồi á. Ờ, vậy chạy ra tuốt hoài kia. Dạ, Sam cho tới đồng hòa cho lại. Dạ. Rồi chừng nào mình chạy ra vậy, chừng nào chạy qua bản luôn, chào ảnh. Dạ, ra đây mình đậu mình nghỉ. Dạ, nghỉ. Nghỉ canh chừng xế xế rồi nó chạy qua bản. Bản đâm neo xuống. Đây, sống của những chị đi ghe đóng đáy á bạn. Đây ảnh mua đá xuống luôn. Thì là ảnh mua đá xuống luôn á. Đá phải ôm đá xuống ghe này các bạn. Đây bán cá xong rồi lấy tiền rồi lấy nước đá xuống đây. Đây mọi một vậy là một chuyến vậy là phải là chở một cây nước đá. Đấy, cây đá chặt làm hai khúc đó bạn. Rồi, quá nặng luôn. À, phải chuyền nước đá xuống ghe. Đây. Cây đá, ngày trời chạy cây đá. Dạ. Đá vô thùng. Đây. Cái thùng này cây đá dừa luôn. Dạ. Hồi nãy bán vậy được nhiêu tiền anh? Nhiều tiền không? Bán được 1.6 chồng anh. 1.6 hả? Dạ. 1.6 mãi mấy chiếc bên kia nãy mà hỏi có 1.000 gì à, 1.1 gì à. Thì mình 1.6 thì mình khá hơn rồi. Dạ. Đấy. Đấy dọn dẹp. Tiền với cái giấy bán đồ anh để trên cái nón luôn ha. Đây thì bữa nay là anh bán tổng cộng là 1.650.000. Khá hơn những chiếc nào mấy chú hồi nãy thăm ha.